là cái tủ tủ không đang bữa bữa rửa đó ạ. Cái tủ chè đây là lâu chưa nhiều ạ? tủ này hơn 100 năm đẹp nhỉ, xanh ghi xanh đỏ. Lên nhìn đẹp lắm chị nhỉ. Đó. Ốc ác nó nổi lên. Với cả ốc này nhìn đẹp. Đẹp. Cái túi này là của nhà anh hay là cũng mua về? Nhà anh mua đi. Quay cứ quay cái lèo của nó đẹp. Lèo thì được mấy con mấy cá như thế này chắc chú đồ này hả còn à? Qua mình ngồi bên ngoài nhà quán cơm có cái sập cũng hiếm đấy nhỉ, ngoài thế qua quán cơm có cái sập mình hỏi mua nó qua cổ à. Đây tôi phải bật điện. Anh điện lên nó lại không không nổi được đâu. Không phải chị. Anh tự lên nhé. Chữ nên Hùng thì có biết đúng không? Không. Không đọc được chữ này nó hai bài thơ một chữ thế ta không đọc được. Ngày xưa có ông nội em nữa, ông nội em giỏi chữ nho lắm nhưng mà bé con chim nó là cái là cái hò là con chim cho ba cái cá cá chứ nó đến cá thì mình thấy con cá một nữa này chỉ lấy cá một nữa lại đây là chim trên trời cá dưới biển. Này lâu đời hơn đúng không? Đấy mà chạm ốc vào hai cánh nữa. Để. Ngày xưa người ta đục tay mà đục những cái lẻo này. Vài. Cái lẻo này. Vâng. Người ta đục thông rồi. Đẹp thế. Thế là quay đồ ăn rồi, nhau thì mình đồ ăn. Đôi tự trẻ cái con đôi này hệ thống bình của ông cái mô là đắt nhất thôi. Đây là lư hương. Cái đôi này à chị? Kính nó phải bóng. Bị lóa không? Kính. Cái kính không lóa. Bỏ kính à? Mày đông tay lóa một cái đôi. Cái bình này cái bình mô cổ nhất anh Hùng ạ. Cổ nhất à? Cổ nhất thì dưới đây. Cái đây à? Đó, đồ lý, đồ đấy. À, cái này là đồ nhà lý à? Bánh bình hán hán à, ông là chuyên sưu tầm đồ cổ.
nhìn vào mình chưa phân biệt được. Thế nên là cái bài ra cảm đà thôi các bạn. Dẻo thế ạ. Thôi ạ.